quá tan rồi ha. Ăn trộm cái gì? Ăn trộm đào, hết đường chối cãi được chưa? Anh là ai? Là kẻ nô lệ em suốt đời. Nè, ngồi xuống đi em. Dạ. Em biết không, anh về quê thăm mẹ và thưa chuyện mình với mẹ rồi. Mẹ nói sao hả anh? Mẹ bằng lòng và gửi quà cho em nè. Quà gì vậy anh? Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đi, để anh sẽ cho coi. Dân. Nhắm lại ha. Dạ. Một, hai, ba, mở mắt ra. Nè. Chiếc nhẫn hột xoàn. Em vừa ý chưa? Ít nhất cũng là 10 ly em à. Trời, đẹp quá, đẹp quá anh ơi. Đeo vào đi, em đeo vào tay đi. Dạ. Anh ơi, không biết thôi anh cất đi ha. Để khi nào đám cưới hai đứa mình á, mẹ sẽ cho em trước mặt họ hàng cho rỡ mặt. Thì bây giờ em cứ cất đi. Dạ. Chiếc nhẫn này đẹp quá. Ê, anh ơi, sao mà nó... Gì vậy em? Em đeo vào tay đi. Tại sao? Tại sao bên trong chiếc nhẫn lại có chữ H? Giống như là... Ôi, tiệm kim hoàng nào lại không có dấu hiệu riêng. À... Kìa kìa kìa, em sao vậy? Sao vậy em? Em xin lỗi, em hơi mệt anh à. Vì đêm qua em trăn trở không ngủ được. Em ngồi xuống đi, ngồi đây. Để anh lấy nước mát cho em uống nha. Ngồi dạ. Xuống đi em. Chiếc nhẫn có chữ H. Sao mình lo quá. Suốt tuần nay mẹ đi Vũng Tàu chưa về. Em nói gì? Em nói mẹ đi Vũng Tàu cả tuần nay chưa có về. Hả? Anh làm sao vậy? Không. Hôm trước anh với mấy thằng bạn đi Vũng Tàu, giờ nghe em nhắc tới tự nhiên thấy xài sống quá. Không sao đâu em. À nè. Dạ. Nghe anh hỏi, ở nhà có nhớ tôi không hả? Nhớ sao không nhớ? Nhớ muốn chết luôn à. Thì ghét. Xin lỗi, tôi không có ý tò mò chuyện của mấy người, nhưng tại cửa không khóa. Mai chi? Thủy Tiên hãy đến bệnh viện gấp. Mẹ của Thủy Tiên đang được cấp cứu. Cấp cứu à? Ở đâu? Bệnh viện Chợ Rẫy. Đi nhanh lên đi, kẻo không còn kịp nữa. Trời ơi, mẹ của tôi. Mẹ ơi, mẹ. Thủy Tiên. Anh Thái. Tôi đến đây để nói chuyện với anh. Cô muốn gì? Ai đã chặt tay bà Lệ Hải ngoài Vũng Tàu để cướp đi chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly? Cô nói sao? Cô ai đi Vũng Tàu rồi cũng ăn cướp hết à? Thì anh vừa đem chiếc nhẫn hột xoàn cho Thủy Tiên đó. Tôi nói cho cô biết, cô đừng xen vào chuyện riêng của tôi. Vết chém rất ngọt, bằng loại dao Mỹ rất bén. Loại dao chỉ có tôi, anh và những người trong nhóm Phượng Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có hành động xuất quỷ nhập thần như vậy. Cô nên nhớ, cô không được tìm hiểu những việc tôi làm. Cũng như cô từng ngã vào vòng tay của nhiều gã đàn ông mà tôi có để ý tới đâu. Nhưng khốn nạn, thay về tình yêu thì tôi chỉ yêu anh, nên tôi không thể nào quay mặt để cho anh ung dung cùng kẻ khác kết tình chung. Và nếu tôi có giết cô cũng đừng oán hận, vì đã ngu si xen vào đời tư của Thái Salem. Anh là một con mồi, còn tôi là thợ săn. Anh chỉ có con đường là ngã vào tay tôi. Trời đã giúp tôi khi anh cướp nhầm mẹ vợ. Hãy dấn dành khăn tang khóc tình hận dở dang. Đồ chó! Chậm rồi, anh nên nhớ, khi còn học ở Hawaii, anh bắn kém hơn tôi rất xa. Hy vọng lần sau gặp nhau, anh sẽ ôm em, giò nát thân thể em, để em được rên xiết trong vòng tay rắn chắc của anh. Anh... Thôi! Đủ rồi! Cô đi yêu quý, cút! Anh Thái... Ra khỏi đây đây! Bước! Cái gì? Bước à? Khốn nạn! Khốn nạn! Thì ra mày ghen! Mày ghen à! Mày ghen nên mày mới phá rối tao. Đồ chó. Ơ kìa, Thủy Tiên, em à, sao mẹ có sao không em? Mẹ thế nào em, hả? Trời ơi, quả tình yêu đổi bằng bàn tay của mẹ. Mẹ ơi. Kìa, Thủy Tiên, em. Đừng gọi tên tôi bằng âm thanh trìu mến đó nữa. Ông là một tên cướp cướp giết người. Ông đã lừa dối tôi, dẫm bờ lên tình yêu trong trăng của đời tôi. Thủy Tiên, em nói gì mà anh không hiểu? Đừng đóng kịch nữa.
hãy giữ chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly đó. Kìa. Và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chữ yêu thương. Sao vậy em? Được thay thế bằng hai tiếng hận thù. Từ bây giờ về sau đừng gặp gỡ trong đời. Có chuyện gì nói cho anh nghe. Người đàn bà bị mất một bàn tay, đó chính là mẹ ruột của tôi. Trời ơi, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay của người nuôi dưỡng tình yêu. Hãy về đi. Tiếng ơi bình tâm vàng cơn bấn loạn. Anh vẫn là anh vẫn chân chất hiền lương. Nghe lời ai em kết tội nặng nề. Thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta hãm hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt hung đồ. Anh xin em chớ quá lạnh lùng mà tội nghiệp cho anh. Thôi thôi ông ơi, ông đừng chạy trối quanh cơ cho tôi tìm rõ mặt một con người giảng hoa nguy hiểm. Vì khi đối mặt cùng ông tôi đổ chân lý của một quan tòa tâm dân tên tội phạm, thì tôi ông ơi chỉ tại tôi dạy tôi ngu nên bây giờ ân hận ai xui gặp gỡ nhau chi. Ai xui gặp gỡ làm gì tơ tình đà lờ duyên tơ ngờ ngàng. Tôi như một giấc chim bao ai ơi non mòn biển càng gì đâu lòng ta mang nặng mối sâu gì đâu nên nỗi đồi thương ra. Giết ông đi rửa hận, mẹ tôi bị tật nguyền tội lỗi ấy vô tôi. Một kẻ A Tòng, một kẻ chưa mơ. Thầy ơi anh đã chôn tình ta vào trong quyết lành. Mặt đất cuồng quay bầu trời nghiêng đổ, ta như cây xác không còn đang vật giờ phiêu lang. Của tôi. Còn ông đừng nói gì nữa. Ông ơi còn gì nữa đâu mà ông diễn trò bi thương đau khổ để tim lộ ra tấn cùng gián dối khi ở tim tôi mối tình trong trắng lòng vẫn trọn yêu sao bỗng vỡ tan đất bằng về sông cướp mất của tôi những gì mơ tưởng đôi ngã chi ly niềm đau nhói trong lòng. Hôm nay nhắc lại ân tình còn đâu yêu thương ước nguyên trăm năm tề nguyên tình thù ngăn đôi ra hai lối đi một mình ôm nỗi sầu cô đơn đành xa nhau xa mãi anh ơi cho đến muôn đời. Và lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng. Từ hôm nay kể như chúng ta đã chết, cô thầm quan cựu ngăn cách tình duyên. Mẹ ơi xin mẹ hiền tha lỗi cho con, công sanh dưỡng kiếp này con lội thi đào để che thúc mân đêm dài quanh què. Tôi sẽ chiều về cô độc bơ vơ. Vĩnh biệt Thủy Tiên ơi. Anh như cánh nén trao nghiêng lần xuống phương Nam tránh cơn tuyết gia. Mà em là ánh nắng ban mai, là cối cành xanh lá. Chú chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ ấm. Thì em chớ vội ra đi biến thái
thành cơn bão cuốn xoáy đời anh vào cơn gió giang hồ. Tình đáng em như mà hồ vắng lặng ai nỡ gây sóng nghi gió ba đào. Thủy Tiên ơi, nếu em nghĩ anh là tên tội phạm, anh sẵn sàng đây, anh sẵn sàng chết trước mặt em nè. Cuộc đời anh lận đận lao đao, dõi mắt nhìn đời lạnh lùng ác cảm. Tình yêu của em như giọt nhành dương kỳ diệu, tươi mát lòng anh phơi với tình hồng. Trời ơi, lời đường bật che giấu tấm lòng gian dối, tôi thù anh ta lẫn khinh khi. Tôi làm yêu một kẻ yêu hèn, nghe cây đắng buốt tay đầu. Lời kết án của em như ngàn giáo nhọn, anh giả rời như kẻ bị phanh thây. Không, anh không hèn như suy nghĩ của em, anh vô tội. Anh vô tội thì làm sao anh nhận tội chứ? Một kiếp gió sương nửa đời ngã dọc, hay nước dọc trời chưa từng rúng sợ trước hiểm nguy. Em không tin anh sao em, lòng anh chân thật. Anh không muốn em hiểu lầm, để rồi làm tan vỡ tình. Còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng rưng lệ trào sôi căm mi hờn. Im đi, anh càng nói càng lộ ra chân tướng. Sự thật thế nào tôi đã rõ tâm nguyên. Tôi thấy từ đây mình vĩnh biệt, chôn chặt ân tình trong hận quán triền. Thủy Tiên, em... Thôi, ông hãy về đi. Ông về đi. Nhưng em cho anh biết, ai nói với em anh là thủ phạm? Mai Chi. Mai Chi? Thì ra con khốn nạn đó. Thái, anh hãy nghe cho kỹ đây. Từ nay cho đến hết cuộc đời, đừng, đừng bao giờ anh cho tôi thấy mặt anh. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Thủy Tiên, Thủy Tiên, Thủy Tiên. Mai Chi, Mai Chi, mày dồn tao vào chân tường hả? Vậy thì mày đừng trách tao. Thủy Tiên, em không thoát khỏi tay của anh đâu. Thủy Tiên. Ô kìa, anh Thái, em biết là anh sẽ đến với em à. Vào đây đi anh. Khoan, khoan đã em. À, để anh vào trong đã. Nè, vào đây. Khóa cửa lại đi em. Dạ, rồi anh. Bây giờ anh quỳ dưới chân em để xin lỗi em chuyện vừa rồi. Em đừng giận, đừng giận anh nữa nghe. Hãy quên hết đi. Bây giờ ta chỉ có sai thôi. Anh này đó, như vậy phải vui vẻ không? Đến đây với anh. Uống với anh một đêm nay đi. Kéo chúng mình không còn có dịp để uống nữa. Anh ơi, bộ anh đã quên Thủy Tiên rồi sao? Em có biết không, con Thủy Tiên nó đã bỏ anh rồi, em biết không? Có. Em có biết anh đang trong trại cô đơn không? Em biết. Em có biết anh đang thèm gia đình đàn bà không? Có. Anh em. Vậy thì tại sao em không cởi phăng hết những gì vướng víu để anh được ôm ấp vuốt ve thân thể thần dễ nữ đa tình đắm chìm?
chìm đê mê, trong bể ái trời tình, để gái giang hồ cùng trai tứ chiến, phân định thấp bê cao, trong vòng tay nồng nàn ái ân. Hình Thủy Tiên không có Thủy Tiên mà chỉ có Mai Chi, biết không? Như quả diêm sơn làng trai bừng ngọn lửa. Anh này quý nè, cả căn phòng này sẽ quay cuồng trong đêm nay. Trời ơi anh, nhẹ nhẹ thôi, làm cái gì như là cọp vô mồi à? Thì anh đi là mảnh hổ đã câu nghiến thịt xương con thỏ rừng thơm. Mạnh hổ ơi, hãy tận dụng sức mạnh của chúa Sơn Lâm để đưa em vào cơn đam mê tuyệt đình. Cho nỗi khát khao yêu đương từ lâu âm ỉ được nhóm lên ngọn lửa say nồng. Hãy siết chặt lấy em đừng sai men tình tận ai, cho thân thể này được bốc lửa mê tơi. Trong vòng tay dập dồn hơi thở, ôi lửa tình thiêu đốt ta thân em. Anh sẽ đưa em vào cõi thiên thai, cho thần dĩ nữ đắm say men tình. Mai Chi. Dạ. Anh muốn nghe nhạc, hãy mở nhạc lên đi. Có tiếng nhạc thì men tình thêm sâu thêm đậm. Dạ. Nép vào lòng anh má kề bên nhau, anh nhắc chuyện ngày qua cho mối duyên thêm mặn mà. Em ơi, nếu mà sau này giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chia ly, chớ đừng u sầu làm chi. Em ơi em ơi, duyên tình mày thì dù lắm thương đau, sao anh dám tiết lộ với tình nhưng anh lòng ta mãi bên nhau. Tình đến cho thời bây giờ gian em đã có mộng phải không? Em ơi em ơi, xuân yêu ê nào có đâu xa. Nếu mà mọi nỗi buồn ba, anh yêu em đây, anh về nối lại tình ta. Anh làm gì vậy anh Thái? Em ơi, nếu mày còn phải chết nhé đừng gặp nhau cho luyến yêu khi biệt thế. Buông em ra. Em ơi,
khúc nhạc chưa tàn mà vội ta cắt em ơi, tôi ngã biết tìm về mày đâu. Mày là con khốn nạn, mày dám tiết lộ với Thủy Tiên tao là tên cướp thì mày phải chết như vậy đó. Chào người đẹp. Ê, ô, dạ, ô, sao lại đánh tôi? Nhìn kỹ lại đi. Hả? Có phải anh Hoàng Lương Sơn Bá không? À đâu, chúc anh đại nhìn kỹ xem có phải là Lương Sơn Bá không. Kìa, anh Hoàng, anh vẫn khỏe chứ? Nếu không đã bị đòn rồi. Bởi vậy, ai có ngờ đâu thư sinh Lương Sơn Bá lại là một chiến sĩ an ninh xuất sắc. Ai nói với Lý tôi là chiến sĩ an ninh? Thôi, như vậy là anh đã quên Thiên Lý từng là ký giả. Và tôi đã xem lệnh truy nã trong hồ sơ theo dõi của tổng nhà về tên sinh viên có cái bản mặt rất lì. Và có một lần tôi đã giúp anh. Anh thành thật xin lỗi em, chẳng phải anh quên bóng hình người đẹp. Thôi các ông thì có cả trăm ngàn lý do. Muôn đến thẩm lý những sao cứ phập phòng, thà làm con tầm đôi đá dâu còn hơn là làm con bướm muôn màu. Vô duyên bay đi tìm qua có chỗ thì sao. Thưa ông, qua này là qua nhọn có gai, bướm ông ghê sợ chạy dài lánh xa. Sợ là sợ cho người ta, vợ con lũ khủ không dám ra khỏi nhà. Thế còn Thái? Thái nào? Thái Salem. Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy? Vì tôi biết Thái từng đeo đuổi theo Lý. Nó chỉ là con quỷ râu xanh, một tên ham gái. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Anh uống cà phê đen nóng nghe, trời đang mưa kìa. Cảm ơn Lý, xin lỗi Lý nghe. Ly chanh nóng vừa rồi tuy quá chua, nhưng được gặp Lý tôi thấy nó vẫn ngọt. Chà, anh học cách tán gái này ở tiểu thuyết nào vậy? Chỉ cho em học với. Rất tiếc là những lời nói vừa rồi xuất phát từ trái tim anh. Năm tháng, thời gian có thể phôi phai đi tất cả, nhưng những kỷ niệm năm nào anh không thể nào quên. Nhớ ngày giúp anh thoát khỏi tay Thái Salem, em có một nỗi xúc động của thời con gái. Và đối với anh cũng là nguồn xúc động đầu tiên. Thiên Lý, anh, em, bàn tay của em, chính bàn tay này cách đây 8 năm về trước đã cài qua trên áo anh với bài hát Tiễn Đưa. Thiên Lý em. Anh Hoàng, anh có còn nhớ bài hát ngày xưa không? Hát đi em. Vâng, em. Người người ra đi một đóa hoa hồng, mang theo tấm lòng người quen thuở trước. Ta dương trong mắt long lanh, anh đi gặp nhiều gian khó, qua dân son sắc không tàn phai. Dài xa xôi ghi mãi ân tình, trăm năm đã mòn lòng không bồi. Mai sau mưa gió tan đi, tương lai có ngày tươi sáng, anh sẽ về cho thắm hoa hồng. Xa xôi người con da diết niềm thương nhớ, em vẫn tin ngày mai anh sẽ là cánh nén mang mùa xuân về cho thắm nụ hoa hồng. Thiên Lý, hôm nay anh đến đây nhờ em giúp anh một việc. À, thì ra không phải anh đến thăm em mà vì công việc. Lý thông minh quá. Anh muốn tìm Thái Salem. Đúng. Bắt
bỏ tù à? Đó là biện pháp ngăn chặn tội ác. Em còn nhớ chuyện của một người đàn bà bị chặt đứt bàn tay ở ngoài Vũng Tàu. Bà Lệ Hải, Lý vẫn còn nhạy bén như ngày nào. 8 năm về trước, bà ta bị chặt đứt bàn tay để cướp đi chiếc nhẫn ngọc sòn 11 ly. Hồi đó em có viết bài báo về bà ta. Hôm nay anh đến nhờ Lý giúp anh để cho bà Lệ Hải tìm lại một đứa con thân yêu. Chuyện này không nguy hiểm bằng trước đây Lý đã cứu anh đâu. Để em suy nghĩ lại đã. Còn phải suy nghĩ nữa sao em? Em tin rằng các anh có thừa dũng cảm chiến đấu với kẻ thù, nhưng các anh không đủ mưu mẹo để đương đầu với Thái Salem đâu. Bằng chứng là các anh đã thua trí nó rồi. Nhưng thôi, sáng mai anh hãy đến. Dần, sáng mai anh đến. Tạm biệt Lý. Nhưng em sợ việc làm của các anh có ích gì không? Vì lệnh truy nã Thái Salem phát ra từ mấy tháng rồi kia mà. Trước mắt chúng ta phải vì hạnh phúc của bà Lệ Hải mà tìm cho được Thái Salem. Phải, tìm cho được Thái Salem. Tạm biệt em. Dần, anh về. Cô này lại giống như người anh Võ Hoàng mô tả. A-di-đà Phật. Mô Phật, chẳng hay tín nữ đến cung đường hay là giảng cảnh chùa. Mô Phật, tôi đến để giảng cảnh chùa, nhân tiện cũng có chút việc. Mô Phật, xin tín nữ cứ nói. Mô Phật, xin ni cô cho biết ở trong chùa này có ni cô nào trẻ đẹp tên gọi Thủy Tiên không? Không. Mô Phật, tín nữ là gì của Thủy Tiên? Mô Phật là bạn học. Bạn học? Dân. Mô Phật, Thủy Tiên chỉ là tên gọi ở ngoài đời, còn ở chùa chỉ gọi theo pháp danh thôi. Thủy Tiên pháp danh là gì vậy ni cô? Mô Phật, ni cô Diệu Liên. Vậy pháp danh chị là Diệu Liên à? Không. Mô Phật, tôi không phải là Diệu Liên. Thôi để tôi vào tôi gọi cho. Chị Thủy Tiên. Chị Thủy Tiên. Kìa, sao tín nữ gọi tôi là Thủy Tiên? Qua sự thử thách vừa rồi, tôi càng tin chắc rằng chỉ là một người con gái mang tên loài hoa đẹp tên gọi Thủy Tiên. Đừng, xin đừng nhắc đến hai tiên Thủy Tiên, vì tất cả trả nó lại cho đời. Bởi lòng không muốn dương dân bụi trần, nên khoác áo nâu sòng tìm quên làng. Nhưng bổn phận làm con làm sao quên được mẹ chị, có muốn gặp mặt mẹ chị không? Mẹ tôi à? Nam Mô Lục Tự Di Đà. Xin các người đừng lừa dối tôi. Làm sao mẹ tôi biết được tôi ở nơi đây? Mà tìm đến nơi này, đừng lừa dối tôi cho thêm đớn đau lòng. Gần 8 năm nay mẹ con cách biệt, chẳng biết con mình sống vết ra sao. Vì quá thương con nên bà sống trong bể lụy, nửa tỉnh nửa điên miệng mãi kêu gào. Hãy trả lại con tôi,
tội nghiệp cho mẹ tôi. Mẹ ơi, chị có biết không, chính vì tưởng chị đã chết nên bà bị chấn động tinh thần, nửa điên nửa tỉnh. Bà lê la hết nghĩa trang này đến nghĩa trang nọ, xăm soi từng ngôi mộ trong suốt gần 8 năm nay. Không, không, tôi van xin các người đừng, đừng quấy động tâm hồn đau khổ của tôi nữa. Tôi khổ lắm, tôi khổ lắm mà. Thủy Tiên, khổ hại mẹ. Bàn tay của mẹ, ôi bàn tay yêu quý của mẹ tôi, trời ơi, cũng chính bàn tay này đến hết cuộc đời. Gặp nhau đây
con hãy trả lại ao nhà chùa về cùng với mẹ, hãy xem như không có ngày dài bất hạnh, để mẹ con mình mãi mãi được gần nhau. Mẹ, không, không thấy được, không. Thủy Tiên, mẹ. Mẹ ơi, đã gần 8 năm nay con thầm cầu khẩn với thánh thần trời Phật cho nỗi thương tâm của mẹ con ta không phải là sự thật. Nhưng nay sự thật hiển nhiên đã bày ra trước mắt thì trời ơi, chính con cướp mất đi bàn tay xinh đẹp của đấng sanh thành. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con nắng ruột tan lòng bởi cờ dài trong tuổi đời nóng nổi nên con đã lầm thương cướp để đau duyên. Ôi đớn đau thay cho đấng mẹ hiền phải chịu cảnh suốt đời tàn tật. Mẹ ơi, nhìn bàn tay mẹ mà tim con rỉ máu. Ôi chiếc nhẫn tình yêu sao lắm điều quan nghiệt. Không, không, con ơi, bỏ bỏ hết đi. Ở đây không có chiếc nhẫn, không có bàn tay. Ở đây chỉ còn mẹ với con thôi. Mẹ, con hãy trả áo nâu sầu mà về với mẹ. Đời mẹ bây giờ chỉ một con là lẽ sống. Về với mẹ đi con ơi. Mẹ ơi, dành cho con tất cả, đến khi con lớn con mẹ cho cả cuộc đời. Ơn biển trời con chưa đền đáp được mãi mãi, thì tội bất hiếu chất chồng quan khiến đeo đùi. Chỉ có cái chết mới dứt điều quan nghiệp. Mẹ, mẹ ơi xin tha thứ con làm. Không Thủy Tiên, con không có tội gì cả. Con cũng chỉ là nạn nhân như mẹ mà thôi. Con ơi hãy về bên mẹ để tiếp thêm nguồn sinh lực cho mẹ sống hết chuỗi ngày còn lại. Mẹ, mẹ ngồi đây đi mẹ. Mẹ hãy nhìn kỹ Thủy Tiên con của mẹ đây. Còn lại mẹ, Thủy Tiên bé bỏng ngày nào của mẹ đây. Còn lại mẹ, mẹ tha thứ tội cho con nghe mẹ. Nghe mẹ, vĩnh biệt mẹ. Thủy Tiên, Thủy Tiên. À Thủy Tiên, chạy đâu vậy? Trời ơi chú ơi, chú ơi, chú làm ơn cứu giùm con tôi chú ơi. Nó chạy ra biển kìa chú. Thủy Tiên. Chú, trời ơi, nó sắp nhảy xuống kìa chú ơi. Nhanh lên cứu giùm con tôi đi chú ơi. Nhanh lên. Thủy Tiên. Trời ơi. Thủy Tiên. Mời vào.
Thiên Lý. Chào nữ hoàng của làng báo Sài Gòn. Hả? Thái Salem? Thái thôi. Bỏ hai tiếng Salem đi. Em ngạc nhiên với bộ đồ này lắm à. Sau khi ngang dọc một thời, quá nửa đời người rồi, bây giờ mới nghĩ lại, mình phải hoàn lương chứ em. Em đi đâu đó? Đứng lại. Anh làm gì vậy? Anh muốn em đóng cửa để nói chuyện kín đáo, hay là muốn nói chuyện bằng vũ khí? À, anh đi với ai vậy? À, mấy anh em ở chung trên nông trường, vì thành phố sắm chút ít vật dụng cần thiết mà em. Bộ, anh nói anh ở nông trường về rồi tôi tin à. Đi đến đây mà dẫn theo đệ tử, để cho công an bắt tụi nó, giải tán tụi nó đi. Anh Hoàng, sao giờ này anh vẫn không đến? Thái Salem nó đang có mặt tại nơi này. Thiên Lý à, anh có một điều muốn nói thật với em, và em hãy trả lời thành thật. Em có sẵn sàng tuân theo ý muốn của anh? Muốn gì mới được chứ? Vượt sóng ra khơi, thoát khỏi nơi A Tỳ địa ngục, đến thế giới vinh quang, em mà mình vui hưởng cảnh giàu sang. Đi để làm gì và quất lợi chi, hay chỉ làm mồi cho lũ cá giữa biển khơi? Không không, một chuyến ra khơi đầy tương lai và hứa hẹn, tất cả đã sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ đợi có em thôi. Đi với anh để chết à? Anh tưởng tôi không biết anh đã làm gì à? Thì ra em đã biết hết. Thôi được, bây giờ chúng ta đánh bài lật ngửa đi. Em biết chuyện bà Lệ Hải chứ gì? Bà ta là một cái thòng lọng xiết vào cổ anh từ từ. Anh đang bị truy lùng rất gắt gao, và chính vì lẽ đó mà hôm nay tôi mạo muội trở về đây. Một là tôi nhờ cô giúp chuyện bà Lệ Hải vừa rồi. Hai là một ngày gần đây tôi sẽ cho người về đón cô để nhập bọn với bọn tôi. Một lời mời mà cô không được quyền từ chối. Chào cô. Anh Hoàng, trời ơi, con hổ đã sống chuồng rồi. Thiên Lý. Kìa anh Hoàng, anh vô đây bằng cách nào vậy? Con đường tự chọn. Đường nào? Từ trên mái nhà xuống bếp. Em thấy không, đầu bộ hổng không đó. Em gỡ cho anh đi. Để em phủi cho. Hôm nay em đẹp quá, giống y như sắp đi nhảy đầm phải không? Sắp đi đó, mà nhảy xuống huyệt. Tại sao lại nhảy xuống huyệt? Đừng bi quan chứ. Còn mấy phút nữa, em tự đi đến đó, hay bọn chúng cho người đến đón em? Em tự đi đến bên kia cầu Sài Gòn, có người đàn bà cầm nón lá quạt ba cái đón em. Qua bên kia cầu Sài Gòn, có người đàn bà cầm nón lá quạt ba cái đón em, nhưng cũng có thể không có người đàn bà nào đón em thì sao? Cái phương án 2 mà anh nói với em là như vậy đó. Dân, em hiểu. Nếu chúng sai lời, em sẽ tương kế tụ kế. Có còn gì vướng mắc nữa không em? Nếu không thì đi được rồi đó. Đi em. Anh Hoàng, sao anh cứ dục em đi hoài vậy? Bộ anh thích em ngồi cạnh Thái Salem lắm hả? Thiên Lý, em, anh không bao giờ thích như thế được. Không bao giờ anh thích như thế cả. Em ơi, nhưng nhiệm vụ Dạ lại còn tùy ở nơi em. Thiên Lý, anh ơi, em cũng muốn gói trọn ước mơ để ru mình vào trong mộng đẹp. Nhưng nỗi nhớ niềm thương biết có được cùng nhau trọn kiếp hay đây, rồi ôm nỗi trái ngang mà khóc lỡ duyên đầu. Lời trách hờn của anh em nghe như đàn trôi cùng sâu, bởi có nhiều đêm em đi vào mộng mị, giấc mơ kinh hoàng làm tan nát
giọt lệ sầu khóc lỡ tình ta. Hãy ghi chặt lấy em tiếp thêm nguồn sinh lực, cho em dẫn lòng tin trước lúc hết. Lỡ yêu rồi làm sao quên được em ơi. Em ơi giọt mơ ngâu còn đồng sầu thanh dành mi phụ kính, giọt nhớ giọt thương còn dương trong đêm dài ấp ủ thề nguyện bên nhau trọn đời mãn kiếp. Dù cho bão tố bông ba hay muôn ngàn hiểm nguy cay đắng, dù cho ai đó có cách ngăn rẽ thuế chi quyên cho tình ta đôi đường đổi ngã, anh thề nguyện sống phát bên em như chim kia liền cánh, như cây nọ liền cành ngăn đón ngọn đông phong. Làm rơi rụng chiếc lá thu rơi, để lá không còn lìa cành lá sầu hiu hắt. Thì em ơi, thì em ơi, đừng hờn giận nữa, anh vẫn yêu em như buổi hôm nào. Hai chữ nhân duyên anh mơ ngày loan phụng giao kề, lời tiếng đưa được thay bằng anh mắt chàng chưa bao tình hai đứa trao nhau. Lời nhớ thương trao theo bước chân em, anh nhớ mãi phút giây đưa tiền. Mong em nở trọn nụ cười, ta cùng vui hát bài ca tương phùng. Ngày đầu gặp nhau duyên trúng mai gợi lòng hai đứa, ánh trăng rằm còn in dáng hình, thiệp hồng đưa tình có tên chúng mình. Em ơi có biết cho lòng anh giờ đây ngon ngăn như tơ giò đắm môi, biết bao đêm sương mù văng bích lối anh ngồi trơ giờ đêm, từng chiếc lá mỗi tiếng lá rơi mỗi lần gió thoảng là nhịp tim anh hầu như sẽ thắt gian dài. Thời gian đừng trôi qua nữa, đừng để cho lòng anh nghe đau xé phi một thời trai, rồi đường tương lai mịt mù đen tối mối đêm sầu tư chất chờ trong trách sao cơ trời bày ra chi cánh trạng cái ngàn. Này rồi anh nhớ rồi anh thương rồi dân rồi dương kỷ niệm năm nào, đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu, những nay gặp gỡ sợ lỡ mối duyên đầu. Thiên Lý, đã tới giờ khởi sự rồi, cẩn thận nghe em. Thằng Chính đâu rồi? Dạ. Đưa Thiên Lý ra gặp tao. Dạ. Nhìn lên. Lẹ lẹ đi. Trời ơi, đi cái đùa vậy. Nhìn lên coi. Coi kìa. Đi biểu đi lẹ lẹ không được. Dạ anh hai, thông cảm tội nghiệp người ta. Thân gái chân yếu tay mềm mà anh hai. Đưa lẹ lẹ, tôi đạp tôi chết giờ. Đi đi. Chào cô. Hân hạnh gặp anh. Mặt anh như vậy mà sợ tôi à? Tôi mà sợ cô à? Anh cho người của anh đưa tôi vào đây, anh lẩn tránh tôi dời chỗ 3-4 lần, anh sợ tôi dẫn công an vào đây. Tôi không sợ cô đâu. Cô tưởng tôi không biết cô là người của Võ Hoàng. Anh nói gì tôi không hiểu. Rồi cô sẽ hiểu, đừng giả bộ ngây thơ. Tôi có biết gì đâu. Đừng nên gạn bướng mà thiệt thân. Cô đã âm mưu để đưa tôi vào bẫy rập. Anh chớ nói càng, tôi nào có âm mưu gì. Là một chính sách kinh nghiệm nhiều năm, tôi bản lãnh hơn cô mà. Cô cừ non mà muốn gian danh sao? Cừ non hay cọp là tùy anh nhận định. Tôi đã xác định rồi. Xác định thế nào? Cô là người của Võ Hoàng. Quy, trói nó lại. Giang ra. Đáng chết cha mày chưa. Dành. Tao cho mày dành đi. Mày tránh ra đây mày. Tránh ra đi. Còn này để đó tao. Mày không biết tao hả?
Tao là dân Chánh Hưng nè, tao từng làm heo nè, từng trói heo nè. Nè mày coi nghe, mày coi nè. Thấy chưa? Trói lên cành cây kia. Anh Thái, anh định làm gì đây? Trước đây cô cũng từng là ký giả nổi danh trên làng báo Sài Gòn. Theo tôi nghĩ, không phải tự nhiên mà cô lội vô đây nhập bọn với một chính khách như tôi. Một chính khách? Một nhân vật quan trọng? Đúng. Không, anh chỉ là một tên cướp tầm thường. Lên, nói là bay. Đừng nói vậy anh hai tao buồn. Đây nè, nghe tao nói nè, anh hai tao không phải là một tên cướp tầm thường, mà anh hai tao là một tướng cướp phi thường. Dẹp đi mày. Con này phải câm họng lại chưa? Kéo nó lên để tao. Mày phải nói tao là một chính khách. Nói. Một chính khách lưu vong chui rút vào rừng sâu hốc đá, nơi xó xỉnh đồng quan. Một chính khách ngu xuẩn. Chấm mồm lại đi. Như mày đã biết qua, trong tay tao có đến mấy trăm người. Cái nhiên nhúng đó thì có gì đâu mà anh lại quên quang. Phải thét gào mình là nghĩa hiệp chỉ có điên khùng. Chứ không lẽ anh là một tên chính nhân mà lại tầm thường đến thế sao? Rõ mày ngu nên mới làm tối mội cho bọn công an để bám theo tao. Thôi đủ rồi anh Thái Sa Lem. Trong cuộc đấu tranh nào cũng có kẻ thắng người thua. Hãy chờ giờ kết cuộc cấp cao phân định chính nghĩa hay tà gian. Cầm đi cùng khốn nạn rồi mày sẽ coi tao hành động. Chính Lắc, ra chú thằng Huy đưa chị hai vào đây. Dạ. Mày tưởng tao ngu à? Sở dĩ từ bấy lâu nay tao để cho mày sống là vì tao muốn dùng mày để làm con tin chống lại với Võ Hoàng. Chị Thiên Lý kìa, Thủy Tiên, tại sao lại ở đây? Chị giữ lại. Nhưng hôm nay thì tao đã có con tin thứ hai, sinh mạng của mày chỉ mành treo chuông. Anh hai ơi, chuyện gì? Chốt thằng Luân trốn hết rồi. Trốn? Phản bội tao à? Sao mày không bắn bể mặt tụi nó? Dạ. Theo tao. Dạ. Chính Lắc. Dạ. Giữ tụi nó. Dạ. Nè, chị Thiên Lý, em muốn nói với cho chị nghỉ một chút, nhưng mà em sợ, sợ cái con nhỏ này nó thèo léo, nó mét với anh hai thì chết chị em mình à. Không sao, em tôi đó. Anh ra ngoài canh chừng giùm cho tôi nói chuyện với Thủy Tiên một chút nghe. Em ruột phải không? Dạ. Chắc em bà con quá, không giống. Thôi nói chơi thì chị biểu rồi tôi nghe lời chị. Thôi chị cứ tự nhiên, tôi bước ra ngoài tôi canh chừng. Chị nhớ nha, tôi chờ tôi tặng hắn là chị lo. Chị, sao chị ra nông nỗi này? Chị bị nó bắt từ bao giờ? Từ thứ hai. Còn em? Chị ơi, Quang Kiên lại theo đuổi theo em. Không biết vì sao mà nó biết em ở nhà dì hai. Khi anh Võ Hoàng vừa nhận công phát ra đi, thì tay qua lại giăng xuống đầu em. Nó như hung thần ác quỷ gương mong vuốt mắt em đi. Khi tỉnh lại em mới biết mình ở chốn là xa. Ôi muốn nói đoạn đường sao cứ đến với em. Bình tĩnh đi em rồi sẽ được yên lành. Có ngày gì hãy lo bồi dưỡng tâm thần. Tội ác nào rồi cũng có lúc trả dây. Sống trong hiện tại nào ai biết được ngày mai. Em vào đây mấy ngày rồi? Dạ, từ thứ sáu. Cái bữa chị gửi thư cho anh Võ Hoàng á, chị nói là chị bị sốt nặng nằm ở nhà thương Chợ Quán á. Chị có sốt bao giờ đâu. Và chị có viết thư cho anh Võ Hoàng đâu. Trời
ơi, em đâu có biết gì đâu. Khi nhận được thư chị, anh ấy vội vã đi ngay à. Liền sau đó em bị Thái Sa Lem bắt đi á. Chị ơi, Thanh Mai đã bị người ta hại rồi. Thì ra là âm mưu của Thái Sa Lem. Trời ơi, thật là tàn độc. Chị ơi, chị ơi, chị trở về vị trí cũ, leo lên lẹ đi. Tự trói nha, tự trói đi. Nó về đó. Mẹ nó, tao đã tàn sát, tao đã bắn nát óc những đứa nào phản tao. Tao sẽ giết hết. Này. Thằng Quy đâu? Dạ. Những điều quy luật trong tổ chức mày nhớ chứ? Trời, nhớ anh ơi. Nhớ à? Đứa nào muốn phản bội, hãy nhìn thằng Quy đi làm gương. Dạ, dạ, em không dám ơi, dạ. Chính Lạc. Dạ. Mày sợ à? Dạ. Sợ cũng là ngang với phản bội. Dạ. Anh Thái ơi, anh định dọa tôi đó à? Không, tôi không dọa đâu. Trời ơi, đây là sói hay người? Thủy Tiên, hãy tránh ra đi. Tránh ra đi em, người yêu bé bỏng của anh. Không, không, buông tôi ra, buông tôi ra. Thủy Tiên, nghe anh nói nè. Vì còn yêu em, vì yêu em nên anh muốn. Im đi. Hết rồi. Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa cả. Anh là tên ác thú. Mắng nữa đi. Em cứ mắng chửi anh đi. Anh sẵn sàng nhận hết. Nhưng em hãy nghe anh nói. Không. Thủy Tiên. Không. Thủy Tiên. Đừng nói thêm lời nào nữa. Trên đoạn đường đời chúng ta là hai kẻ xa lạ chẳng thân quen. Thủy Tiên. Tình lạnh cho ta sống chi gây khổ lụy cho người. Bao năm xa cách ngàn thay đổi tang thương, lòng anh chỉ lại thiên đường. Lời giả nhân giả nghĩa, nồng nặc máu hôi tình. Giữa tôi và anh thề từ nay sống chết mỗi nằm đối diện lương tâm. Anh biết mình gây nhiều nợ mau, nhưng kẻ đồ tể quăng đao đi vẫn trở thành tiên thanh. Anh đã hối hận ăn năn, sao em không khoan hồng mở lối cho bạn.
bàn tay sát bóng nhung em xây đắp một lâu đài. Hạnh phúc của đôi ta ở tận chân trời, anh xin được đền đáp cho em những tháng ngày khổ hận. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt lạnh buồn thăm thầm xa xôi. Thủy Tiên ơi, em là nữ thần trong trắng uy nghiêm, anh là một tín đồ quỳ dưới chân chim ngừng, là con sói cô đơn nữa cuộc đời ngang dọc. Anh khát khao một mái ấm êm đềm. Kìa, em làm gì vậy? Thủy Tiên, Thủy Tiên, Chính Lát đâu? Dạ em đây. Đưa chị hai mày vào trong. Còn em? Còn mày không được leo hánh ra đây. Dạ. Nếu không có lệnh của tao. Dạ. Đưa đi. Dạ. Không đi đâu hết, buông tôi ra, buông tôi ra. Má ơi má, sao má ngu quá vậy má? Bộ má ham chết làm sao má đòi ở đây? Nè, lẹ lẹ em con đi, bà nội. Buông tôi ra, buông tôi ra. Anh định giở trò gì nữa đây anh Thái? Chẳng lẽ mày không còn khôn ngoan của người con gái khi thấy thằng đàn ông cởi áo sao? Nghĩa là tao sẽ dùng thân thể mày đánh gục thằng Võ Hoàng. Mày nhắc tao nhớ mày là đệ nhị đẳng chứ gì. Chính vì vậy tao mới treo tay mày lên trước khi dày vò thân thể của mày. Anh nói nghe tức cười quá anh Thái à. Không tức cười đâu Thiên Lý. Trước khi đưa mày về cõi vô hình, sẽ về dò thân thể và cướp đi cái tiết trinh mà mày đã treo giá từ thời con gái. Hành động đó là hành động của một tinh chính khách đó. Tao vẫn là chính khách, một chính khách lấy lưng mà mày là người đã từng chứng kiến hào quang sáng chói của tao. Ước mơ anh lớn quá anh Thái à, ăn cướp mà cũng bày đặt làm chính khách. Sự thật tao vẫn là chính khách, một anh hùng. Nếu anh hùng thì anh có dám mở trói cho tôi không? Để làm gì? Vì anh là người thích tự do. Đúng. Muốn hưởng thú đam mê mà trói buộc như vậy hay sao? Mày đừng hòng dùng mỹ nhân kế. Trò đó xưa rồi, đối với Thái Salem xưa rồi. Anh cho rằng tôi dụng kế à? Vậy mà cũng tự xưng là anh hùng. Đừng dùng trò khích tướng. Mày nhớ rằng tao bản lĩnh hơn mày nhiều. Ở trên đời này có lắm người ngu mà lúc nào cũng tưởng mình khôn hết. Nói sao thì mày cũng là người thua cuộc. Thôi hãy im đi là hơn, để tao bước vào trận mê hồn. Ôi thân thể này, nó bốc lửa, nó bốc lửa tê mê. Thái Salem, dừng lại! Võ Hoàng, mày! Chết! Mày không dám sống! Thủy Tiên... Thái Salem, mày đã đền tội. Trả lại niềm vui hạnh phúc cho bà Lê Hải. Anh Chính, dạ, hãy đưa Thủy Tiên ra cho mẹ con gặp mặt. Anh Hoàng, anh đã đến kịp lúc. Thiên Lý, anh Hoàng, ước mơ của chúng ta đã thành sự thật. Ngày cưới của chúng ta sẽ được kết bằng hoa chiến công khi bà Lê Hải và Thủy Tiên đã nở trọn nụ cười. Anh Hoàng, Thiên Lý, anh, em. Anh Hoàng ơi, kể từ bây giờ chúng ta đã kết đôi rồi. Anh đừng có làm ngơ với em nữa nghe. Còn em cũng đừng có làm ngơ và hờn giận anh nữa nha. Không bao giờ. Anh Hoàng. Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, cái đoan chàng dễ đâu làm quen. Lối
qua nhà em nghe nồng nàn mùi giá lý thật thơm. Khi đêm sang đom đóm đông đưa giờ nàng đang ngủ chưa, đi lang thang kia lắc khuya lơ đèn nhà ai tắt sớm. Con suy tư thao thức đêm mưa chàng bèn viết lá thơ. Hai hôm sau mới dám đưa thơ nàng nhận nhưng làm kinh. Nhớ khi xưa còn thơ tuy thường thầm gặp nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ.